và Phương Trinh xin chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Tần Số Tình Yêu. Chương trình Tần Số Tình Yêu do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng định kỳ vào 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Hiền ơi, hả? À, có một bài hát mà ngày xưa Trinh rất là thích, đó là Tình Đơn Phương. Đôi khi thấy em cười vui lòng anh sâu chuối. Tao hồi xưa nghe anh đang thường hát bài này nó hay lắm, thật nhiên nghe xong cái nghe nó hết sao xuyến luôn à. Thường tình yêu thì có những người ta sẽ tìm được tần số của mình, nhưng có đôi khi á, tần số mình cứ mãi mình tìm ở đâu mà không thấy, hoặc là thấy nhưng mà người đó không có đáp lại. Không biết là Thiện có gặp cái trường hợp yêu đơn phương nào chưa ta? Nhắc thôi đau lòng. Vậy là có hả? Có chứ. Cái khoảng thời gian mà còn đi học á, tình yêu gà bông á, thì cái lúc đó thì mình là hồi xưa là đi học mắc cỡ lắm, thích cái cô gái đó là làm lớp phó học tập. Thích nhìn từ xa, rồi xong khi mà đi học á nha, là lúc đó mình hay xuống căng tin, tới giờ là mình phải chạy thiệt là lẹ rồi canh cô ấy lúc ra chơi, rồi mình mua một bịch bánh tráng nhỏ mình để ở trong học bàn á, canh ấy vừa đi cái để trong học bàn, mình cứ làm như vậy là suốt hai năm á. Dữ gì đó hả? Thiện rất là bền bỉ, tới khi tỏ tình thì cô ấy từ chối. Tại sao? Cô ấy không có thích mình, tại vì lúc đó Thiện ngố lắm, Thiện không có, Thiện chưa vậy thì thành công. Rồi sau này là cũng đã gặp lại bạn ấy, thì bạn ấy bây giờ thì cũng đã có chồng rồi. Bởi vậy mọi người thấy không, nó không phải là mình yêu là mình được đáp lại đâu, cho nên là trong tình yêu nó có rất nhiều cung bậc cảm xúc. Rồi để xem là hôm nay chúng ta sẽ có nhân vật chính là ai và khách mời sẽ là nam hay nữ đây, mối tình hôm nay nó sẽ như thế nào, và cái người gọi là cái tần số lạ đó có được tìm ra hay không, và người đó có được giải thưởng là 20 triệu đồng hay không nếu như người đó chinh phục được nhân vật chính của chúng tôi. Bây giờ xin phép được mời nam khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Nhu mì có, khỏe khoắn có, nhẹ nhàng có, cá tính cũng có luôn. Đúng. Bây giờ xin mời các bạn lên trên ghế của mình để có thể trò chuyện nhiều hơn nhé. Xin mời các bạn. Ở đây thấy 5 bạn là 5 tính cách khác nhau nè, từ cái gu ăn mặc và Thiện nghĩ cũng là những công việc khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với từng bạn nhé. Mời bạn đầu tiên. Em chào anh chị MC và toàn thể mọi người trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Tú Anh, em năm nay vừa tròn 20 tuổi. Hiện tại là em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp hiện tại của em là làm mẫu ảnh ạ. Và ngày hôm nay em đến đây, em cái cảm giác của em như thế nào? Dạ rất là vui và có một chút hồi hộp ạ. Khi mà các bạn đang trả lời ở ngoài này á, thì bạn nam chính của chúng ta đang bên trong và lắng nghe. Hãy cố gắng ở phần giới thiệu này tạo ấn tượng tốt nhất nhé. Mời bạn thứ hai. Xin chào mọi người ạ. Em tên là Ngọc Nguyên, em 23 tuổi. Nghề nghiệp hiện tại là diễn viên. Em đến từ thị trấn Cần Giuộc, Long An ạ. Em muốn tìm một người có thể cùng em khóc, cùng em cười, cùng em trải qua những năm tháng của cuộc đời và có thể che chở cho em ạ. Một ước mơ nhỏ nho nhưng rất dễ thương. Đơn giản vậy thôi. Rồi mời bạn thứ ba. Mình tên là Nguyễn Võ Kỳ Duyên, năm nay thì mình 22 tuổi và công việc hiện tại của mình là biên tập cho một đài truyền hình tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình đã trải qua khá là nhiều mối tình trong quá khứ và cái kết cục của nó thì hơi bi đát cho mình xíu, là lúc nào mình cũng là người thứ ba hết. Và phải yêu rồi thì mình mới phát hiện cái kết quả ngang trái đó. Tí nữa chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề đó nha. Xin mời bạn thứ tư. Dạ, em chào anh chị MC và toàn thể các anh chị ở trường quay. Em tên là Thi. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là make up và hóa trang. Em đến với chương trình mong là sẽ tìm được một bạn nam phù hợp với mình, cũng như là sẽ thật lòng với em. Tại vì biết bao nhiêu mối tình rồi, em toàn là tăng thêm chiều cao không à. Trời ơi, đàn ông bây giờ sao ngộ vậy ta? Em yên tâm, nhân vật chính của chúng tôi là những người chúng tôi đã chọn lọc rất là kỹ, phải qua chục vòng casting, tức là hỏi là các bạn có muốn cắm sừng ai không thì các bạn nói không, mà chúng tôi vẫn không tin nha, chúng tôi vẫn điều tra rất là kỹ. Các bạn yên tâm, hy vọng là chúng ta có thể tìm được một cái tần số tình yêu của mình nhé. Còn bạn thứ năm ạ? Dạ em xin chào hai vị MC và các vị khán giả. Em tên là Thủy Tiên, em sinh năm 92, quê ở Quảng Nam. Em là diễn viên tự do, mình là mẫu ảnh với là coser cosplay. Em có thể hóa trang các nhân vật anime, game. Em cũng từng được giải nhất nhân vật được yêu thích nhất. Với lại
bộ phim mà được đóng có like là bộ phim Hai Phượng được giải nhất. Wow, mỗi bạn là có những công việc khác nhau, những cái tính cách đầy thú vị. Và có ai đang mường tượng ra nhân vật chính của chúng ta sẽ như thế nào chưa? Dạ, là chàng trai là có giới tính nam. Đừng hình dung gì cả. Tại vì bây giờ mình nếu mà mình hình dung mà người đó xuất hiện không giống thì mình bị hụt hẫng. Nên là mình cứ để tâm thế rất thoải okay. mái chào đón nhân vật chính của chúng ta lên sân khấu. Xin mời âm nhạc. Chào anh. Chào bạn. Ở bên trong hồi hộp quá hai em. Dạ vâng ạ. Thấy các bạn giới thiệu thì bạn nào cũng có lĩnh vực riêng và bạn nào cũng dễ thương thú vị hết, cho nên là em có hơi hồi hộp. Vậy thì mình đã lắng nghe năm người đẹp giới thiệu về mình rồi. Bây giờ bản thân mình hãy tự giới thiệu về mình đi. Em xin chào anh chị MC, chào các bạn nữ ở đây và chào quý vị khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Xuân Nghĩa và hiện tại công việc của em là một nha sĩ và một người dẫn chương trình ạ. Anh thấy cái công việc nha sĩ của em với lại cái công việc mà dẫn chương trình hình như nó không có liên quan lắm. Dạ vâng. Khi em tốt nghiệp nha sĩ xong thì em có đi làm khoảng tầm 2 năm xong rồi. Hiện tại thì em gác lại công việc nha sĩ, em chưa có biết là khi nào quay trở lại. Công việc chính hiện tại của em là dẫn chương trình ạ. Cái công việc nha sĩ nó đang là một cái trend á. Ai cũng muốn có một hàng răng đẹp và tươi sáng. Cái răng, cái tóc là gốc con người mà. Dạ. Giống như là đam mê và nghề chọn mình đó chị. Trước đây thì em thích diễn viên từ nhỏ, nhưng mà lớn lên thì mình lại học thi vào y. Rồi sau khi học xong thì em đi làm thì cũng muốn đi tìm hiểu về công việc diễn xuất. Thế nhưng mà mình lại có duyên với nghề MC, giống như là định mệnh sắp đặt. Rồi, xin được cảm ơn món quà của nhân vật chính gửi tặng cho 5 khách mời ngày hôm nay. Vậy thì ấn tượng ban đầu của chúng ta cũng đã có, quà cũng đã trao. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần gọi là thả sóng cảm xúc. Ấn tượng của các bạn dành cho chàng trai của chúng tôi là như thế nào? Đúng rồi. Bây giờ sẽ là thời gian dành cho các bạn. Nhà cậu có phải cây xăng không? Mà gặp cậu thì tớ vẫn muốn đổ. Một chàng trai đạt tiêu chuẩn. 3. Nói chung là quan trọng vẫn là tâm hồn. Một người hát hay thì em cảm thấy rất là có sức hút. 2. Hôm nay mình đến với tần số tình yêu vì 1. Muốn kiếm tình yêu đích thực. Xin mời. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bước đầu tiên của tần số tình yêu ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi bước qua vòng 2 thì dĩ nhiên là mình nghỉ ra chút xíu nha mọi người nha. Mình sẽ quay trở lại ngay. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình tần số tình yêu. Bây giờ sẽ là khoảng thời gian để các bạn có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn, hỏi về nhau nhiều hơn. Và không biết rằng là bây giờ hỏi về Nghĩa đi. Nghĩa muốn một người con gái của mình như thế nào? Đối với em thì tình yêu không có lý do và chỉ cần hợp là mình sẽ yêu nhau thôi. Thứ nhất là em không có cố định về nghề nghiệp hay là tất cả mọi thứ. Nhưng mà em lại thích cái mẫu người là dễ thương một xíu và hiền lành. Nếu có thêm một chút cá tính thì càng tốt ạ. Còn tính cách của bản thân em như thế nào? Em cảm thấy em rất là hiền và kiểu trầm tính đó anh. Để mà hiểu hơn về cái người đối diện của mình, chắc là mình nghe nhận xét từ những người xung quanh của Nghĩa đi. Để mình sẽ hình dung rõ hơn là người đàn ông này sẽ là một cái tiếp người như thế nào. Xin mời 5 khách mời cùng hướng mắt lên màn hình. Mọi người, mình là bạn của Xuân Nghĩa, một anh chàng theo như nhiều bạn gái nhận định là anh này anh hơi nhút nhát khi mà tiếp xúc với con gái. Nhưng mà thực ra thì mình thấy không có phải vậy đâu. Anh là một người nói rất nhiều và nếu như mà bắt đúng tần số của Xuân Nghĩa thì Xuân Nghĩa là một người nói cực kỳ nhiều. Và cái điểm xấu mà mình không thích ở Xuân Nghĩa thì là nhây, tức chọc tức người khác. Và đó cũng là một trong những cái lý do mà mình nghĩ là tới bây giờ Xuân Nghĩa vẫn ế. Hy vọng rằng là qua chương trình này thì Xuân Nghĩa sẽ tìm được một nửa thật sự khắng khít với bản thân mình. Và mình cũng rất là hy vọng bạn của mình sẽ thoát ế chứ không có giống như mình đâu. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc á, thì cái điều nổi bật nhất ở Xuân Nghĩa mà Cát Tường cảm nhận được đó chính là sự nhiệt tình. Cát Tường đã từng thấy là Xuân Nghĩa sẵn sàng bỏ ra gần một tiếng đồng hồ để ngồi nói chuyện về tâm sự với một bạn nào đó, cùng làm việc chung cơ quan với mình. Và Cát Tường nghĩ đó là một cái yếu tố rất là lớn để giúp cho anh có thể tìm được một nửa kia phù hợp với mình nhất trong chương trình này. Chúc anh may mắn nha. Đó là những người bạn xung quanh của bạn đã nói về bạn. Dạ vâng. Bình thường là tôi nghĩ cũng hay nói nhiều lắm đúng không? Dạ thường thường là khi nào mà em đi làm và gặp đúng người, gọi là đề cập đúng cái việc mà mình quan tâm á, thì bắt đầu mình mới nói chuyện rồi chia sẻ rồi đào sâu thôi. Còn thường thì em sẽ ngồi và em lắng nghe chứ em ít nói lắm. Và bình thường sở thích của em là đọc sách một mình ngoài quán cà phê vậy hả?
khi nào mà rảnh không có việc gì làm á, ở nhà buồn quá thì mình có thể ra quán cà phê để mình tìm một cái không gian mới hơn so với góc phòng của mình. Anh ấy vừa đọc rất nhân tâm, không biết là trong cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay có thể là đắc được cái tâm của nhân nào ngồi trên đây hay không. Tú Anh có muốn biết gì thêm về Nghĩa không? Em xem xong thì em chỉ biết được là anh là người thích đọc sách và nhút nhát. Em cũng thích một người con trai nhút nhát khi gặp con gái. Em là một người thích chủ động trong chuyện tình yêu. Ồ, nhìn em thì có vẻ rất là hiền lành nhút nhát. Dạ vâng. Nhưng mà lại là chủ động ha. Trong quá khứ thì em nghĩ là em đã làm một vài điều có thể gọi là điên rồ. Từ nhà em mà đi xuống với nhà bạn đó thì khoảng mất tầm là 8 tiếng đồng hồ. Xe đỏ hả? Dạ đúng rồi. Điều điên rồ mà em đã làm đó là vào nửa đêm thì em bắt một cái chuyến xe mà em không biết chuyến xe đó sẽ đi về đâu. Em chỉ biết là chuyến xe đó nó đi ngang vào cái tỉnh đó thôi. Cái hành trình đó thì cái đích đến cuối cùng của em là ở đâu? Em đi tới gần cái tỉnh đó, xong rồi em xuống chuyến xe đó thì em bắt được một chuyến xe khác, mà chuyến xe đó là đi vào cái tỉnh của bạn đó luôn. Hơn 12 giờ đêm đi tận hai chuyến xe để em xuống dưới nhà bạn đó và em ôm một bạn đó một cái xong mà em về. Cảm giác ngay lập tức. Nếu mà một cô gái làm như vậy với bạn thì bạn sẽ như thế nào? Thì có lẽ lúc đó là mình sẽ rất hạnh phúc thôi. Hạnh phúc, đúng. Em nghĩ con trai ai cũng vậy chứ. Đúng, tại vì đúng, chính xác. Em nghĩ ví dụ như bạn đó mà làm một việc tương tự với em á thì đầu tiên em sẽ gọi là mở lòng, em sẽ happy trước và em rất là cảm động luôn. Nhưng mà sau đó mình mới bắt đầu là nói bạn như này như đúng, kia đúng, dạ đúng, đúng. Để mình yêu bạn gái mình thì mình phải lo bảo cho sự an toàn, bảo vệ nữa. Bảo vệ người đó. Dạ. Em cũng là một người rất là thích nghe những câu chuyện chia sẻ của người khác, những cái chuyện vui buồn. Em nghĩ anh là một người sống rất là tình cảm, đúng không ạ? À đúng rồi ạ. Em thì sống kiểu là theo chủ nghĩa cảm xúc á, tức là bất kỳ việc gì em cũng suy nghĩ về nó rất là nhiều rồi trước khi đưa ra quyết định, cho nên là thường thường em ít nói, nhưng mà những lúc đó là em suy nghĩ nhiều nhất, cho nên mọi người sẽ có thể là dễ đoán hoặc có thể là khó đoán. Dạ vậy có ai đã đoán được suy nghĩ của anh chưa? Trước đây có một người, nhưng mà hiện tại thì không có ai, cho nên là lý do anh độc thân và lý do anh đến đây. Nhưng mà sao nghĩa là chia tay? Đó là em còn sinh viên thì em quen bạn đó trong trường, sinh hoạt chung và học chung, cho nên là hiểu nhau rất là nhiều. Sau đó là tụi em có yêu nhau, thì trong 4 năm yêu nhau đó thì rất ít có giận hờn luôn. Nhưng sau khi tốt nghiệp ở đây xong thì bạn ấy lại đi du học. Dạ thì lúc mới đi du học thì tình cảm tụi em vẫn bình thường, không có gì hết. Nhưng mà yêu xa một thời gian thì bên đó lại có người theo đuổi. Dạ. Rồi sau đó bạn đó lại bị lung lay, không phải gọi là chủ động, nhưng mà những cái việc bạn ấy làm giống như là nhắc nhở em là bạn ấy muốn dừng lại. Okay. Dạ cho nên là em cũng không có níu kéo. Em không biết là đã bao lâu rồi anh chưa có một mối tình nào? À, một năm em, một năm rồi. Mới một năm. À, tức là từ khi chia tay bạn gái mà quen 4 năm đó thì tới giờ luôn. Sau khi chia tay thì chỉ nghĩ là thôi bây giờ mình cứ tập trung làm việc đi để mình quên đi cái nỗi buồn đó, thì cứ làm việc cho nên là không có để gì nữa hết. Đến thời điểm này mình nhận ra là ôi mình già rồi. Trời ơi, nói vậy tổn thương à. Anh Thiện người rất là trẻ. Nói vậy tôi chịu, cảm ơn. Em cảm thấy em với anh có cái cá tính chung là hơi nhây nhây á. Em thì cũng là dạng người vui tính, nhưng không biết là anh có giống em không. Em thì cũng lâu lâu cũng sống nội tâm. Cũng thêm một cái điểm chung giữa em với anh nữa là người yêu cũ của em cũng đi du học rồi tụi em chia tay. Sau cái mối tình đó rồi á thì anh mong muốn điều gì mới nữa không, hay là chỉ là do duyên số thôi? Cái phương châm sống của anh là những gì đã qua đi thì mình cứ cho nó qua, mình không suy nghĩ nhiều nữa, mình chỉ còn sống cho hiện tại với tương lai thôi. Cho nên bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lại giống như một trang giấy trắng vậy đó, từ những mối tình đầu hay là những cái gì mình đã trải qua, để mình có thể mình đúc kết cho một cái tình yêu mới mình nó sẽ trọn vẹn và tốt đẹp hơn. Khi mà hồi nãy nghe Thi nói về cái gọi là chuyện tình cũ của em á, thì anh cảm nhận thử ở đôi mắt của em nó không tức là câu chuyện đó buồn, thì em có thể chia sẻ thêm về cái câu chuyện đó được không? Em quen nhau cũng gần 2 năm. Sau đó thì người bạn trai cũ của em có bay từ Mỹ về để gặp em, chỉ vỏn vẹn 18 ngày thôi. Thì trong 18 ngày đó thì tụi em có đi chơi, đi qua những con đường rất là nhiều kỷ niệm. Thì sau đó thì bạn ấy bay về Mỹ để tiếp tục công việc và sinh sống ở bên đó. Lúc mà đưa bạn đó ra sân bay thì về em khóc rất nhiều, do là mình không quen được cái cảm giác mà rời xa cái người mà mình. Rồi sau đó khoảng 1-2 tháng sau thì bạn nói là thôi
chờ bạn đó nữa. Bạn đó chia tay. Mà chia tay đúng ngày sinh nhật em. Kỳ quá à. Sao nói không ngay cái dịp nào đi, tự nhiên ngay sinh nhật người ta là nói à. Tôi cũng không đồng cảm với anh chàng này. Nếu mà có chia tay, tôi lựa đâu tôi... Ngày đợi... thường ngày, ngày gì thường, đi ngày gì đi. Cái ngày mà người ta vui nhất lại làm người ta đau khổ nhất. Tôi không thích như vậy. Lúc mà bạn đó nói chia tay với em thì lúc đó em cũng đang ngồi làm mẫu cho bạn em thi. Thì lúc mà tin nhắn vừa tới thì nước mắt em đó, nó chuẩn bị rơi rồi. Mà em phải ráng nuốt vào trong. Kiểu là thôi mình đang nhận làm mẫu cho bạn để bạn thi. Mà mình khóc thì hư bài thi của bạn. Đúng rồi. Tối hôm đó em khóc nhiều lắm. Mà em chỉ cần bạn đó nhấc máy lên thôi. Nhưng mà đến nay luôn vẫn không liên lạc được. Bao lâu rồi em? Dạ, khoảng 2 năm rồi. Lúc mà quen em cảm thấy, em cảm nhận anh ấy là người tốt á. Thì có lẽ là anh ấy có lý do nào đó khó nói anh ấy mới làm như vậy. Còn nếu mà quả thật là muốn chủ động làm như vậy để bạn này đau khổ thì quả là không chấp nhận được. Đúng rồi. Khi mà vậy là cái người đó không thật sự yêu mình đâu. Dạ. Khi mà một câu chuyện diễn ra thì cũng muốn sẽ nghe từ hai phía. Và bây giờ chúng ta sẽ chỉ nghe ở một cái phía gọi là cái cách mà các bạn ấy làm là không hợp lý. Chỉ vậy thôi. Dạ. Và không biết rằng là cái câu chuyện đằng sau của chàng trai ấy sẽ như thế nào. Chúng và ta thì... tạm thời gác lại chỗ đó đi. Đúng rồi. Bỏ chuyện buồn một bên đi. Bây giờ mình qua tới nhân vật thứ 5 của tôi đi. Chào Nghĩa. Nghĩa có ngại quen một người lớn tuổi hơn không? Biết đã từng có gia đình rồi. Chưa có baby đúng không ạ? Chưa. Câu hỏi này đối với em thì là một câu hỏi khó. Nếu không có thì rõ ràng là đâu có gì phải suy nghĩ ạ. Nhưng mà nếu có thì... mà em nghĩ chắc cũng có gì phải suy nghĩ. Và bạn ấy đã ly hôn rồi. Thì đúng. Bạn ấy có quyền quen người mới. Thì hôn nhân đối với mình để là mình nói ra sự thật để cho bạn đó biết. Nếu bạn đó chấp nhận được thì có thể quen được. Mình dối rồi sau này bạn đó biết được thì cũng là mình đang dối lừa bạn đó. Nếu như mà nghĩ là một trường hợp mình gặp một người phụ nữ họ đã từng đổ vỡ một lần trong hôn nhân, vậy thì mình có sẵn sàng mình bỏ qua vấn đề đó để mà mình tiến tới với người đó hay không? Dạ chắc chắn là mình sẽ bỏ qua, nhưng mà mình sẽ tìm hiểu lý do tại sao ngày xưa mà lại ly hôn. Để ví dụ như Tiên ngày xưa ly hôn với anh ấy vì anh ấy không tốt điểm nào đó, Tiên không chấp nhận được. Thì để xem là Nghĩa có thể có không có điểm đó hay không. Mà nếu có thì mình có thể sửa. Cái đó là cái cách mà khi quen với người đã từng. Lúc trước quen được 10 tháng là gia đình kêu là cưới. Cái xong... em cứ bình tĩnh. Cái kiểu như là mới cưới vậy á. Đã đánh em. Đánh em là vì... tiền bạc trong suốt 3 năm bị đánh 3-4 lần. Là cuộc hôn nhân của Tiên kéo dài 3 năm. Dạ, cái kiểu là em chịu đựng vì gia đình của em. Tại vì gia đình nói là mình ly hôn vậy là sẽ ảnh hưởng tới gia đình. Với lại mình một tiếng như vậy á, một đời chồng vậy đó, sẽ khó có người khác được. Nên em chịu đựng. Nhưng mà kiểu như là em không chịu đựng nổi nữa rồi. Người ta coi thường mình quá nên em chấp nhận là em ly hôn. Em đã ly hôn được bao lâu rồi? Dạ, em ly hôn rồi 2019 đó rồi. Lý do mà Tiên cảm thấy không hạnh phúc trong hôn nhân đó là gì? Dạ là vì bị coi thường, vì không mình làm ít tiền hơn. Em hy sinh rất nhiều mà chẳng nhận được gì hết. Anh chúc mừng em đã thoát được cái cuộc hôn nhân đó. Tại vì khi mà em nói em hy sinh vì gia đình của em á, thì đối với anh suy nghĩ khi mà hai người đến với nhau á, là hai cá thể tìm được hạnh phúc ở nhau. Và khi tìm được hạnh phúc ở nhau thì hai người phải bổ trợ cho nhau để tìm đến hạnh phúc và xây dựng tổ ấm. Thì không thể nào một người hy sinh vì người kia và người kia sẽ cố gắng hết sức để chà đạp và làm tổn thương cái người còn lại. Thì cái chữ hy sinh, anh không muốn người phụ nữ bây giờ phải sử dụng cái chuyện đó nữa. Năm cô gái ngồi trên sân khấu ngày hôm nay, năm lứa tuổi, năm cái cá tính khác nhau và đều có những cái gọi là trúc trắc trong cái tình yêu của mình ha. Trinh rất là muốn biết là trong những cô gái này thì có những ai mà có những cái hành động gì mà gọi là điên rồ trong tình yêu không? Rất là muốn biết luôn. Có. Xin mời Duyên. Người ta nói tình đầu là cái tình mà nó sẽ để lại những cái kỷ niệm mà điên rồ nhất. Thì với em, tình đầu của em kéo dài 2 năm. Cái người mà họ đã từng cắm cho em hai cái sừng vĩ đại trên đầu. Sau đó thì em mới phát hiện ra em người thứ ba. Thì em đã từng quỳ xuống xin anh ấy quay lại với em.
quỳ xuống luôn. Em chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ làm cái hành động như vậy. Tại vì đó là một cái hành động mà nó làm bản thân mình vừa không có cái hình ảnh đẹp mà cũng làm đối phương bối rối nữa. Nhưng mà vì cảm xúc, vì yêu, vì tình cảm, vì những cái mà hai đứa đã có với nhau, cho nên là em không muốn anh ấy rời đi. Nếu như bây giờ mà, thì ví dụ như đang quen Nghĩa đi, phát hiện Nghĩa cắm sừng em mà em yêu quá rồi, em có hành động giống vậy nữa không? Em sẽ không hành động như vậy nữa. Tới bây giờ em tâm niệm một câu là vạn sự tùy duyên thôi. Ngày xưa thì mình, cái đó là hành động của cảm xúc, nhưng mà là cảm xúc nhất thời. Còn bây giờ mình đã trải qua rất nhiều cái chuyện không hay trong tình cảm rồi, thì cảm xúc của mình nó cũng quản trị được tốt hơn. Mình yêu thì mình yêu bằng cả lý trí và con tim. Mình yêu mình nghĩ tới tương lai, chứ mình không có nghĩ tới những cái chuyện quá khứ nó đã xảy ra để mà mình phải níu kéo, mình làm khổ nhau nữa. Năm người đẹp chúng tôi chia sẻ rồi đó, còn bạn, bạn điên rồ nhất trong tình yêu là cái gì? Cũng đơn giản lắm. Có một lần em đi nhậu với bạn bè thì vui quá, cho nên là mình nhậu mình không có dẫn bạn gái về, mà trong khi bạn gái là đã đến giờ phải đi về thì em lại không dẫn, và thế là bạn gái về một mình. Sau đó bạn gái giận em thì em mới đi tới phòng em xin lỗi, và lúc đó là trời mưa rất là lớn, xong cái em đứng dưới mưa luôn, cơn mưa nào đi ngang qua đúng nó hợp lý dữ ta, đúng lúc dễ sợ luôn á, vừa đứng dưới mưa mà vừa kêu vọng lên xin lỗi. Nhưng mà hình như là phải 2-3 tiếng hồi sau bạn đó mới xuống, mới nhận lời. Cái cảm xúc mà đứng dưới mưa, quỳ gối trước bạn trai hay là hy sinh, tất cả cái đó đều phục vụ cho cái cảm xúc của mình cả. Và ở một khoảng thời gian, thời điểm nào đó, một độ tuổi nào đó thì chắc chắn chúng ta phải có những cảm xúc đó. Chứ làm sao mà mình có thể nén được hết tất cả những cái suy nghĩ đó và không phát ra được. Và sau những chuyện đó thì cái điều mà chúng ta nên làm là rút kinh nghiệm. Lần sau giống như em sẽ rút kinh nghiệm là thôi, tôi sẽ không làm gì nữa, làm sẽ suy nghĩ. Tất cả các bạn đều chia sẻ về chuyện tình yêu nhiều á, thì em muốn hỏi anh Nghĩa về những thứ xung quanh cuộc sống anh. Ví dụ như là sở thích của anh là gì? Anh thường thường thích, chắc là thích ngủ là lớn nhất. Tại vì thường thường đi làm về rất là mệt, chỉ muốn ngủ thôi. Ngoài ra thì thích các hoạt động thể thao như là đi bơi, đi đánh cầu lông, thích đi du lịch, thích đi chơi xa, nhưng mà chưa có thời gian thôi. Với lại chưa có đối tượng. Nếu có đối tượng thì mình sẽ dành thời gian. Đúng đó rồi. Được chào mời đó các bạn. Khi mà các bạn về với anh ấy thì anh ấy sẽ dẫn các bạn đi chơi xa. Anh thích đi du lịch, vậy anh có thích Đà Lạt không? Đà Lạt thì rất là thích. Nói về Đà Lạt có một cái điều thú vị như thế này nè. Tức là có nhiều bạn nói là tình nhân thì không nên đi Đà Lạt, đi xong về chia tay. Anh có nghe anh nói không vậy? Làm gì có. Có thì cứ kể đồ nhiều lắm. Không có, tôi đi mấy lần có đâu. Ngày xưa. À ngày xưa hả? Ngày xưa quen. Bây rồi. Giờ chia tay rồi đó. Rồi chia tay rồi đó. Đúng không? Không có đúng. Tại vì đi về cả mấy tháng sau mới chia tay. Thì cũng là chia tay. Từng Đà Lạt của tôi dễ thương lắm. Dễ thương lắm, nhưng mà các bạn hay chọc nhau á, thì có kiểu mà 100 bạn thì có cỡ 30 bạn thì đi về bị chia tay, mấy bạn đó chỉ là mấy bạn đó sẽ lên Facebook nói. Còn 70 bạn còn lại hạnh phúc đâu lên Facebook là. Đó, đúng không? Dạ. Nghĩ là em rất là thích Đà Lạt. Tại vì lên đó thứ nhất là cảnh đẹp, thứ hai là đồ ăn ngon, thứ ba là con người thì dễ thương, ai cũng dễ thương cũng đẹp hết. Đúng, dạ, cũng dễ thương, phải công nhận như vậy. Cho nên thì em ước gì là sau này mình có người yêu thì mình sẽ dẫn lên đó, không khí lạnh nó sẽ ấm. Đúng để rồi. Mà sưởi ấm cho người yêu kiểu đúng vậy rồi. Thì em cũng nghĩ là như vậy. Anh cũng thích hóa trang đúng không? Em cũng là chuyên viên hóa trang, thì anh có muốn hóa thân thành người yêu của em không? Này, nãy giờ người ta có những phút lặng lại và suy nghĩ về mối tình cũ, nhưng mà người ta nhớ rồi. Hiện tại của tôi phải tìm người mới thôi. Thả thính ngay lập tức. Anh cho em hỏi là anh có biết nấu ăn không ạ? Trước đây thì rất là thích nha, nhưng mà bây giờ không có thời gian cho nên đã làm biến lại rồi. Vậy anh có thích nấu ăn cho người yêu ăn không ạ? Cái đó là có. Với lại có học lõm một số món đặc biệt một xíu. Bây giờ mình không chia sẻ. Ví dụ nay mai mình quen ai mình sẽ nấu người đó ăn. Vậy là quen rồi mới được một mí. Đúng rồi. Tại vì có một số món nó ít lắm, nói rồi nó lộ hết. Dạ, ví dụ như người ta có 10-20 món thì tiết lộ 1-2 món để dành. Em thì chỉ có được chắc là 3-4 món gì ạ. Thôi để dành để cho dạ. 1-5 người. Dạ. Rồi bây giờ chắc là thời gian để mà tìm hiểu nhau cũng đã đủ rồi. Bây giờ chúng tôi cần là các bạn nữ hãy thả cái tầng sóng tình yêu của mình, coi là ai sẽ là người thả sóng cho nhân vật chính của chúng tôi ngày hôm nay đây. Xin mời chúng ta cùng nhau thả sóng cảm xúc nha. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Biết rằng là sau khi đã nói chuyện với nhau, tìm hiểu nhau nhiều hơn thì các bạn sẽ suy nghĩ như thế nào đây? Thì mình có ấn tượng là Nghĩa là con người rất hay ngồi nghe người khác tâm sự, thì mình cũng thích một điểm đó. Mình đến với chương trình Tần Số Tình Yêu vì muốn tìm cho mình một tình yêu đích thực. Mình đã từng đổ vỡ nên mình muốn
kiếm một người chấp nhận cái đổ vỡ đó của mình. Làm trong truyền thông thì càng tốt, tại vì cùng ngành mình thì mình có thể hiểu nhau, chia sẻ với nhau và giúp đỡ nhau cùng nhau phát triển trên con đường sự nghiệp. Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, anh ơi, còn em thì chưa có ai. 3, 2, 1 xin mời. Đây là 4 người đã sống cảm xúc cho Nghĩa. Còn một người thì đang trầm tư và suy nghĩ. Cũng có ấn tượng nhưng mà không được nhiều lắm. Em còn phân vân á. Chúng ta vẫn còn một lần nữa để thả xong cảm xúc. Nhưng cái người mà thả xúc cảm xúc 3 lần thì mới được thực hiện cuộc gọi dành cho Nghĩa. Nhưng mà Nghĩa có quyền gọi lại một trong cả 5 người luôn. Và Nghĩa nên lưu ý là sẽ có một nhân vật gọi là tần số này rất là lạ nha. Tần số này là do chương trình cài vô. Và cái người đó nếu như mà Nghĩa chọn nhưng rốt cuộc người đó đến vì giải thưởng thì người đó sẽ ra về với món tiền thưởng trị giá 20 triệu đồng. Đó, cho nên là mình hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Và khi ở vòng 3 diễn ra thì cái sự tương tác của các bạn sẽ được nhiều hơn. Và không biết rằng là các bạn nữ còn lại có thay đổi những suy nghĩ của mình hay không. Nếu các bạn muốn biết, hãy đến với vòng 3 của chúng tôi. Nhưng trước khi đến với vòng 3, chúng tôi xin phép được nghỉ giải lao trong ít phút nhé. Và bây giờ sẽ là trò chơi mà các bạn có thể tương tác với nhau nhiều hơn, có thể hiểu nhau nhiều hơn, coi cái sự ăn ý của các bạn sẽ như thế nào. Và trò chơi của chúng tôi mang tên là Gấp Hủ Tình Yêu. Mỗi người sẽ cầm một chiếc đũa để gấp vào, cả hai cùng nhau tạo thành một đôi đũa. Okay. Dùng cái lực của cả hai rồi ép coi con này đó. Nói chung là vậy đi. Gấp rồi thăm bỏ vô, gấp rồi mình đổi vô đây đó. Vậy đó. Và trong cái quá trình mà cả hai cùng nhau kết hợp thì chúng ta đã có được một sự tương tác với nhau rồi. Đó là cái ý nghĩa của trò chơi ngày hôm nay. Vậy thì ở một trò chơi vận động như thế này thì ai sẽ là người thi trước? Ai đây? Xin mời bé Tú Anh. Đó, thấy không? Mang giày thể thao là năng động rồi. Chơi này quá dễ luôn. Đây, nhường cho em một gậy tình yêu. Một phút, xin được phép bắt đầu. Ý vậy nè. Gì? Ủa, chủ động. Thông minh. Rồi, chưa được nha, Mình cầm cái gậy gần gần vậy nè. Em cầm tới đây, cầm tới đây luôn. Rồi, dứt vậy nè, nó dễ lắm. Tôi nghi là một đó, thấy chưa? Tôi nói cái cách đó là dễ nhất. Gấp xéo. Quang, cái em cầm quang kia, đúng rồi. Đúng rồi, lên. Ấn tượng thì là ấn tượng với bạn đầu tiên á. Đây là người mình đang tìm kiếm lâu nay nè. Mẫu người yêu lý tưởng của mình là phải cao hơn 11 cái đầu. Chuẩn bị hết giờ đó nha, tranh thủ nha. Rồi, một cái đúng rồi, đó, đó, đúng rồi, đúng rồi. Đó, đúng rồi, một. Rồi, trên dưới nha, trên dưới nha. Đúng rồi, từ từ. Fighting. Rồi, sẽ tìm ra cách thôi. Đúng rồi. Đó, rồi. Hai em. Đi con này đi, con này. Con này nhẹ nè. Này gì đó, đó. 10 giây nè, 10 giây cuối nè. 10. Kẹp ngay cổ. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Rồi, hết giờ. Chúng ta có được 3 em thú bông nha. Tú Anh ơi, em thích con nào vậy? Con giữa hả? Con Nghĩa bự okay. Nhất. Cảm ơn Tú Anh rất nhiều. Cảm ơn Tú Anh. Rồi, tiếp theo sẽ là ai nè? Rồi, xin mời Quyên. Và bây giờ một phút dành cho hai bạn sẽ được bắt đầu. Nhanh lắm, thấy con dễ nhẹ nhẹ là hốt trước. Ôi. Rồi. Kinh nghiệm rồi, giờ Nghĩa có kinh nghiệm rồi. Từ từ nha. Hay quá. Em cảm thấy là anh ấy là người rất là ấm áp. Mình cũng có rung động với ảnh một xíu. Lúc đó là mình đã thấy hơi thích ảnh rồi. Tất cả đều thấy rất là dễ thương hết. Cái cảm xúc của mình thì nó chỉ có một thôi. Người đàn ông đó còn cá voi á, cá voi cũng được mà. Cá voi nó không có gì để bám ở đâu. Nó nặng, trời, nó mà chắc á. Cái này nè. Dạ. Thời gian 10 giây cuối cùng nha. 10. 9. 8. 7. Còn cuối không? 6. 5. 4. 3. 2. Cái này. 1. Cái này là hơi ăn gian nhẹ. Cái con, nha. Cái
cái con cuối cùng gọi là dít bông. Dít bông, dạ đúng rồi, dít bông. Không gọi là gấp thú bông. Rồi, bà còn thú bông dễ thương quá này, con gì đây? Em thích con nào? Anh cảm thấy con nào phù hợp với em? Anh nghĩ em sẽ thích con vàng đúng không? Dạ đúng. Dạ, tặng em không? Đúng rồi, hay nha. Xin mời Duyên. Bây giờ 1 phút dành cho Duyên và Nghĩa xin được phép bắt đầu. Cái bà bự này vậy bà dễ lắm à. Kẹp cái đầu bà lại là được rồi. Vậy đi, anh chơi này em dưới nè. Cái gì vậy, vậy vậy? Kẹp vô cái cổ á. Em chơi này. Rồi, đúng rồi. Ơ, hai bạn có chắc hai bạn đã gấp thú không? Dạ. Kẹp vô cái cổ á. Đúng rồi. Đúng rồi, dí ngay cổ nó. Đúng rồi. Lên nha, 1, 2, lên. Nhẹ. Rồi, bỏ vô. Hay quá. Tạo cho mình cảm giác tự nhiên, không gò bó và mình thực hiện kiểu là trơn tru. Để mà hai người cũng có thể hỗ trợ nhau. Và mình hy vọng là khi mình đến đây, mình sẽ tìm được chân ái. Dễ quá, em đã dễ quá nha. Rồi, em chơi đúng không? Hai bạn giống như tôi cảm giác giống như là đi đánh trận á, phải gấp thú nữa. Rồi, lên. Đúng rồi. Hay quá. Chuẩn bị vượt qua số 3 rồi nha. Con này coi. Bây giờ cái nữa là 4 nè. Đây. 4 rồi. Dạ, 4 con rồi. 4 con rồi, 4 con rồi. Thời gian vẫn còn. 10. Đó, con rùa đó được á, con rùa đó. Được đó, được đó. 8. Đó, đi. Rồi. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Rồi. Em khủng long đã không kịp. 4 món quà. 4 con thú đầy, xin mời Nghĩa. Siêu to khổng lồ luôn. Siêu to khổng lồ luôn. Em thích con này phải không? Con gọi là vạn sự khởi đầu nan. Mình lấy con này nha. Yeah. Trời ơi, con to nhất luôn. Con làm đoán đúng được 2 con nữa. Rồi, cảm ơn Duyên rất nhiều. Và số lượng ngày hôm nay đã tăng lên một chút xíu, đó chính là 4 em gấu bông. Tiên ơi, nãy giờ em học được kinh nghiệm gì chưa? Suy nghĩ đi nha. Lên anh tin mà... em không? Anh tin em không đó? Anh tin em. Em cũng tin anh. Đây, tôi cũng tin hai bạn. Nãy giờ thi quan sát rồi và Nghĩa đã có kinh nghiệm. Bây giờ sẽ là sự kết hợp giữa hai bạn. Rồi. Xin mời 1 phút bắt đầu. Đúng rồi đó, đúng rồi, cái thế là chính xác rồi đó. Ráng nha. Một em đầu tiên. Con đó chơi nó trơn lắm. Con đó chứ không nổi đâu. Rồi, tiếp theo, đó. Em cà rốt. Đúng rồi. Rồi em cà rốt vô rô rổ luôn. Hai em. Ba em. Trời ơi tốc độ nhanh nha. Tốc độ nhanh quá nha. Con này luôn đi. Chưa. Chơi luôn đi. Em cá heo đó, dễ mà. Cái cách này rồi. Em cá heo dễ thương lắm. Rồi. Rồi đi. Trời ơi quá rồi. Quá chừng rồi. Em là chùm gấp thú á mọi người. À, hả em là chùm gấp thú hả. Hèn gì. Mười. 9 8 7 6 Con nó đi anh. 5 4 Con thú này luôn. 3 2 1 Rồi xong. 5 em. Quá giỏi, quá giỏi. Kinh nghiệm tràn trề luôn. Giờ ôm một hai tay luôn đi cũng rồi. Càng ngày càng nhiều sự lựa chọn nha Thi ơi. Thi ơi em chọn con gì vậy? Em chọn anh này. À, chọn... anh không biết trả lời sao, hỏi ảnh có chịu không chứ anh đâu biết đâu. Rồi, chọn ảnh rồi đó, giờ anh muốn về rồi. Bây giờ em chọn con thú bông nào trước, anh tặng em trước. Anh tặng em trước, tặng em lấy con này, lấy nữa tặng kèm là anh. Khi mà chơi game với bạn Nghĩa thì lúc đó vừa rung nè. Và vừa hồi hộp là không biết là các bạn nam này có hiểu ý mình không. Thì cuối cùng cả hai cũng hiểu ý được với nhau và gắp được 5 em thú bông. Bạn Thi á, rất là nhiệt tình và làm cho mình kiểu là lúc nào cũng phải năng lượng với bạn đó để gắp nhiều thú bông nhất. Thì mình ấn tượng nhất. Và sự kết hợp giữa Nghĩa và Tiên, 1 phút dành cho hai bạn. Con này chứ, này dễ này, nhưng mà này không được. Thiệt tội cho những con thú ấy. Ây da. Rồi. Trời ơi, cái gì mà rớt cho nó nghe tùa lưa luôn rồi. Một em đầu tiên. Con nào ta? Con này đúng không? Rồi lên. Mời anh cặp em xin nào. Chặt vô, chặt vô. Cái ba cá heo này nè. Rồi, 2, 3. Lên luôn. Đó. Đúng rồi. Ráng lên hay quá. Rồi, 10 giây cuối nha.
10. Con này đi. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Rồi, hết thời gian. Đây. 4 em có vòng thành quả. Con này hình như cái con nào cũng trơn trơn. Nào trơn trơn tròn tròn trơn. Em thích con nào? Thích con cái heo. Cái heo. Cái heo, cái heo cưng nhất. Cảm ơn em. Rồi, cảm ơn Tiên nhiều lắm. Tặng em nha. Và bây giờ chúng ta đã có những khoảng thời gian là tương tác với nhau nhiều rồi đúng không? Ủa nãy giờ là bạn nào gấp được nhiều thú nhất ta? Hình như em á. Em gấu bông. Cảm xúc của em như thế nào? Thì em cũng rất vui được tham gia cái mini game với anh. Thì qua cái game này thì em thấy anh ấm áp. Và cái cảm xúc của các bạn như thế nào? Có ai có lỡ 1, 2, 3, 4 có lỡ nhịp nào không? Em có bị lỡ nhịp. Em gấp thú với bạn á thì em có chút rung động. Ok. Rung động. Còn Duyên thì sao? Em cảm thấy rất là vui. Em rất là thích một người đàn ông có thể làm những chuyện trẻ con, những cái lúc vui đùa như vậy với em. Em không thích một người quá lúc nào cũng phải gồng nghiêm túc đâu. Vậy thì các bạn đã có những khoảng thời gian nói chuyện với nhau, vui chơi với nhau rồi thì chúng ta sẽ đến phần thả sóng cảm xúc. Nhưng trước khi đến với phần đó thì Thiện xin phép được mời nhân vật chính của chúng ta đi Xuân vào Nghĩa. Căn phòng bí mật. Vậy là sau khi mà chúng ta đã trải qua hai vòng trước cũng như là cái vòng thứ ba là tương tác rất gần để có thể phối hợp gấp thú tình yêu thì chắc có lẽ là năm cô gái đã có được lựa chọn cho bản thân mình rồi. Còn bây giờ sẽ là thời gian để các cô gái cùng thả sóng cảm xúc của mình đối với lại nhân vật chính nhé. Xin mời các bạn. Lần hai không bấm nên là cũng bị muộn xíu. Bây giờ thì cũng hơi hối hận. Thì mình hy vọng là mình sẽ kiếm được cái chàng trai đích thực của cuộc đời mình. Và chúng mình sẽ cùng nhau xây dựng nên câu chuyện tình yêu thật là hạnh phúc. Có lúc mình thấy hồi hộp, có lúc thì mình thấy ô, người mà mình chọn đây rồi. 3 2 1 Xin mời Nghĩa ơi, Nghĩa chắc là đang rất là nôn nóng và hồi hộp. Không biết là sẽ có bao nhiêu cuộc gọi cho mình đây đúng không? Dạ, ở trong này thì rất là hồi hộp và em đang cảm giác rất là nóng luôn. Nghĩa ơi. Dạ. Điện thoại cầm trên tay chưa? Dạ, sẵn sàng rồi anh. Sẵn sàng. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho các bạn nữ sẽ gọi cho Nghĩa nhé. Xin mời các bạn. Alo anh Nghĩa. Nãy giờ anh đi được 5 phút rồi đó, em thấy nhớ rồi đó. Anh cũng thấy nhớ em và đang chờ cuộc gọi của em cũng như là bạn nào đó. Không biết là ai gọi cho anh đó cho nên là cũng đang rất là hồi hộp. Nhưng mà em là người gọi đầu tiên thì tự nhiên đúng cảm xúc vỡ òa. Nhưng mà đúng ý anh không? Cái này thì tí nữa anh sẽ nói nha. Tại bây giờ thì có lẽ là sẽ giữ bí mật cho nó thú vị xíu. Nhưng mà cảm ơn em đã gọi cho anh nha. Thật sự rất là vui luôn. Dạ. Em cảm ơn anh. Cảm ơn. Rồi, vậy là cuộc gọi đầu tiên đã có tín hiệu ha. Không biết là cái tần số sẽ kết nối như thế nào đối với cuộc gọi thứ hai đây. Bắt máy rồi. Alo. Anh Nghĩa có nghe rõ lời của em không? Thật ra là lúc nãy em cầm cái điện thoại rất là nhanh. Nhưng mà em muộn về á. Cho nên là em mở điện thoại ra thì em lỡ bấm nhầm vào gửi tin nhắn á. Không sao. Cái nét hồi hộp đó có lẽ là do tình cảm của em đúng không? Hay là hồi hộp là do không xài quen? Thật ra là do em hồi hộp và em sợ là người gọi đầu tiên không phải là em. Dạ, anh chỉ cần biết như đó thôi là đủ rồi. Cảm ơn em rất là nhiều. Thật ra thì em không có giỏi thể hiện bằng lời nói. Mọi điều của em thì nó sẽ nằm ở hành động nhiều hơn. Thì em mong hôm nay anh có thể cùng em chúng mình ra về và cùng nhau nấu ăn. Anh thì sẽ không nói lời yêu qua điện thoại tại vì anh không thích những tiếng yêu qua loa. Cho nên tí nữa thì đưa ra quyết định. Cái này thì không phải là mình lựa chọn gì hết nhưng mà cái này sẽ là tình cảm của mình, nó sẽ nói lên. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Cảm ơn anh. Cảm ơn em. Alo, anh nghe. Em có lẽ là định gọi đầu tiên nhưng mà em chậm tay chút. Không sao, quan trọng là có cuộc gọi rồi. Cuộc gọi mới là điều quan trọng nhất. Sau này nếu như mà mình có duyên mình đến với nhau á, thì mới có những điều để mình nói nhiều với nhau hơn. Em mong mình có duyên.
cảm ơn em rất là nhiều. Nghĩa ơi, em nghĩ là mình sẽ còn được bao nhiêu cuộc gọi nữa em? Dạ, em đoán chắc tối đa thì một cuộc gọi nữa thôi ạ. Thì đúng rồi, là chính xác rồi đó. Dạ. Nhưng mà có khi là tới ba mình dừng thì sao? Dạ. Mình chờ đi ha. Mình đừng có hy vọng nó xảy ra. Ừ, bây giờ. Tối đa thôi, tối đa là thêm người nữa. Còn dạ, tối thiểu thì không biết là bao nhiêu ha. Rồi, bây giờ, rồi, bây giờ mình đợi thử có còn cuộc gọi nào hay không nha. Bây giờ đợi một tiếng cũng được nữa. Alo. Alo, em chào anh. Anh chào em. Khi mà em gặp anh á, em thấy rất là vui. Em rất thích những người đàn ông cho em niềm vui mà không cần phải màu mè đâu. Nó chỉ cần đơn giản và nó thấy nhau như vậy thôi là vui rồi. Em từng trải qua rất nhiều chuyện không hay trong tình yêu. Và khi mà gặp anh á, em không biết như thế nào nhưng mà em có một cái sự tin tưởng ở anh. Ít nhất là anh là một người đàn ông tốt trong chuyện tình cảm. À, cảm ơn Duyên. Anh nhớ không nhầm, em là biên tập đúng không? Dạ vâng, đúng rồi. Vậy thì anh với em có thể nói là cũng có một điểm chung trong ngành nghề á. Thì cái ấn tượng đầu tiên mà em gặp anh thì em thấy như thế nào? Có thể anh là một người bạn giao, bên ngoài bạn giao hòa đồng. Nhưng mà em cảm nhận được một cái sự chín chắn, một cái sự rất là sâu sắc bên trong con người của anh. Trong một cái chương trình thì không thể nào mà mình hiểu hết nhau được. Nhưng mà nếu mà có cơ hội tìm hiểu nhau thì em nghĩ là em sẽ khám phá được rất nhiều điều thú vị từ anh á. Cảm ơn em đã gọi cho anh nha. Dạ vâng, chào anh. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được mời bạn Nghĩa quay trở lại sân khấu để có thể thực hiện cuộc gọi cuối cùng của Nghĩa dành cho các bạn nữ. Cảm giác của em sao khi mà nghe cuộc gọi của bốn bạn nữ? Dạ thì xin cảm ơn các em đã dành tình cảm cho anh. Rất tiếc là vẫn còn thiếu một gì đó, nhưng mà không sao, tại vì đó là tình cảm, mà tình cảm thì không có dối được. Mình có sự quan tâm, mình có cảm tình thì mình mới quyết định thôi. Lâu rồi anh cũng đâu có bốn người con gái nào gọi cùng một lúc như vậy. Bởi vậy. Ừ, em là ngày hôm nay là sung sướng lắm rồi đó. Quá chừng tỏa sáng hôm nay rồi Nghĩa ơi. Nhưng mà quan trọng là vậy nè, trong năm bạn đó có thể là sẽ có một bạn không phải là đến đây vì tìm người yêu đâu nha, mà vì giải thưởng đó, cho nên mình phải lý trí một xíu nữa nha. Bây giờ là quyết định của em, và chỉ có một cuộc gọi duy nhất. Cuộc gọi đó sẽ dành cho người mà em dành tình cảm trong suốt chương trình ngày hôm nay. Đúng vậy. Xin mời em. Em chào anh. Anh chào em. Em có bất ngờ khi anh gọi em không? Em có cảm nhận được cảm xúc giữa tụi mình, cho nên là nếu mà không nhận được thì có lẽ là em sẽ bất ngờ hơn. Đưa em xuống sân khấu nha. Đến lúc này tiếng tiếng hỏi rồi, dành tới rồi liền. Anh cũng đắn đo nhưng mà một xíu thôi, tại vì đối với anh cái ấn tượng đầu tiên nó cũng khá là quan trọng. Khi mà mới gặp em thì cảm giác thân thiện, có một sự gần gũi nào đó, và đặc biệt là trò chuyện xong á, anh cũng có thấy mến. Còn em sao? Ngay từ đầu gặp anh thì em thấy anh là một người đàn ông có cái ngoại hình rất là ưa nhìn và cũng dễ đi vào trái tim các cô gái, trong đó có em. Càng trò chuyện, càng chơi với nhau ở những cái vòng sau thì em cảm thấy là mình có gì đó có thể đi xa hơn. Anh đã hiểu rồi, nhưng mà anh muốn em khẳng định một lần nữa là em đến đây vì tình yêu đích thực hay là em vì tiền thưởng? Em là Duyên và em đến với Cần Số Tình Yêu là bởi vì hôm nay mình đến với chương trình Tần Số Tình Yêu là để tìm kiếm một tình yêu đích thực của đời mình. Tình cảm. Tình cảm. Xin chúc mừng cho Duyên và Nghĩa. Hồi nãy tôi ở trong mà tôi nghe cái gì mà tôi, em đến đây là vì tới khúc đó là tôi muốn đứng cái tim luôn á. Duyên và Nghĩa không? Duyên nợ và tình nghĩa đến với nhau thì thôi quá tuyệt vời rồi. Một cô gái đã chịu rất nhiều những tổn thương
về tình cảm. Và một chàng trai cũng đã từng như vậy. Và Thiện tin chắc rằng sau những cái câu chuyện tình đó là hai bạn sẽ cố gắng vun đắp cái câu chuyện của hai bạn sẽ ngày càng đẹp hơn nhá. Chúng ta phải tìm ra người không yêu. Nghĩa đoán xem. Nghĩa đoán coi là linh tính coi là một trong bốn người ngồi ở trên kia, ai là cái gọi là tần số lạ không yêu không? Dạ, theo em đoán nha. Đoán. Theo em đoán thì trực sẽ giác. Là bạn số 1 ạ. Tú Anh. Tú Anh. Dạ. Người không yêu xin được phép lộ diện. Hôm nay mình đến với tần số tình yêu là bởi vì hôm nay mình đến với chương trình tần số tình yêu vì mong muốn tìm được tình yêu đích thực. Tiền thưởng. Hay quá. Thấy vậy là linh cảm của Nghĩa cũng rất là hay luôn, rất là đúng luôn. Cảm ơn Tú Anh rất là nhiều. Tại vì em phát hiện cái câu chuyện lúc bạn kể với em á còn bị khập khiễng lắm. Tức là không có chân tru. Đầu tiên bạn nói là không biết ý định đi đâu và bạn bắt một chiếc xe. Sau đó bạn nhớ lại, bạn mới nói là có qua cái tỉnh của bạn trai. Rồi một hồi sau em mới nói là vậy mục đích của bạn của hành trình đó đi tới đâu, thì bạn mới nói là mục đích là tới nhà bạn trai, mà ban đầu bạn không có nói. Thật ra thì những câu chuyện mà em chia sẻ đó là câu chuyện có thật. Có thật đó là cái điều xảy ra 100% hoàn toàn là sự thật đối với em. Em đích thực là một người rất rất là chủ động trong tình yêu. Em đến chính là em vẫn độc thân. Vẫn độc thân. Vậy tại sao em lại không vì tình yêu? Cũng khá là đơn giản thôi. Hiện tại thì em cũng mới 20 tuổi, em đang trên con đường sự nghiệp của em. Thì em dành khá nhiều thời gian cho công việc. Em chỉ sợ một điều đó là khi mà em tìm được một nửa kia của em thì em lại không có nhiều thời gian để dành cho họ. Thì em lại thấy em là người có lỗi. Suy nghĩ vẫn rất là chín chắn. Những ai còn đang tìm kiếm một nửa của mình, tìm kiếm tần số của mình thì hãy đến với chương trình Tần số tình yêu để chúng tôi có thể kết nối cho các bạn tìm được đúng tần số còn lại của mình cần tìm nhé. Và bây giờ sẽ là một món quà của chương trình dành tặng cho hai bạn Duyên và Nghĩa. Chúng ta ghép đôi lại thành một cái team rất là dễ thương. Đó. Rồi và cảm ơn hai bạn rất nhiều và cũng cảm ơn bốn khách mời chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã luôn theo dõi, yêu mến chương trình Tần số tình yêu. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Mi thực hiện. Chương trình sẽ được phát sóng định kỳ vào 21:35 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Xung quanh em anh mới nói với em bên liền, anh sẽ nhớ giùm em, mình thích bạn. Cái gu của anh là phải là cá tính và hơi tay chút xíu. Mối tình chính thức thì mình chưa có ai cả. Nếu mà muốn đi với người khác thì phải nói với mình một tiếng. Nhiều khi con tim nó không nghe lý trí, em biết là không nên ghen, nhưng mà em ghen dữ lắm. Không được gặp người mình yêu lắm thì nó sẽ buồn lắm.